quý vị, chúng ta vừa dành cho tiếng hát ngọt ngào của tốt nữ các nghệ sĩ nhà hát Chào Thái Bình, vừa trân trọng gửi tới quý vị bài hát Thái Bình Quê Lúa. Thưa quý vị, và ngay sau đây nối tiếp chương trình, xin mời quý vị chúng ta cùng đến với bài hát Hát Về Tổ Quốc theo làn điệu chèo Đường Trường Thu Không, trân trọng gửi tới quý vị qua phần biểu diễn của Tam Ba Nam, Trọng Khởi, Quốc Trung và Mạnh Hùng. Xin được kính mời quý vị chúng ta cùng thưởng thức. Thay đổi như